Kim xin bay xin chào cả nhà nha. Chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ về loại sơn nào đang tốt nhất hiện nay các bạn. Hiện tại thì thị trường sơn của mình rất là đa dạng mấy bạn ơi. Dulux, rồi do Tone, Union, T-Sun, My Color, Space, Box, còn rất là nhiều cái nhãn hàng khác nữa. Tuy nhiên thì sự lựa chọn nào là hoàn hảo cho ngôi nhà của mình? Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mấy bạn một số cái gợi ý để mình lựa chọn sơn phù hợp nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nguyên tắc thứ nhất. Chúng ta phải phân biệt được đâu là dòng sơn thường và đâu là dòng sơn cao cấp. Hiện tại thì tất cả những cái nhãn hàng sơn khi mà họ tung sản phẩm ra thị trường, họ đều in trên nhãn mác là sơn thường hay sơn cao cấp, nghĩa là họ đang phân khúc thị trường các bạn, và có thể là phân khúc còn nhiều nhiều nữa, nhưng mà mình sẽ chia làm hai thứ để mấy bạn hiểu đơn giản thôi, đó là dòng thường và dòng cao cấp. Nhưng mà hiển nhiên sẽ có một số hãng sơn họ cố tình không in, hoặc họ in nó không đúng, thì đó là những cái hãng sơn không có uy tín, mình không nói nha các bạn. Và hiển nhiên là chất lượng và giá cả nó sẽ đi đôi với cái phần cao cấp hay là dòng thường, và các bạn biết thì tiền nào là của đó rồi, hiển nhiên là dòng sơn cao cấp thì giá nó sẽ cao hơn cái dòng thường. Ok, như vậy thì khi bạn đến Kim Sơn Banh thì Kim Sơn Banh sẽ tư vấn cho bạn như thế nào? Kim Sơn Banh sẽ tư vấn cho bạn về sự lựa chọn theo túi tiền của mình. Nếu mình có dư giả tiền thì mình sẽ chọn dòng cao cấp, còn nếu mình tiền ít một tí thì mình chọn dùng thường, dùng chung cũng được. Và nguyên tắc thứ hai, các bạn nên phân biệt về sơn trong nhà và sơn ngoài trời các bạn. Thì này nó sẽ có đặc tính giá cả rất là khác nhau, bởi vì sơn trong nhà và ngoài trời thì mấy bạn nghe là cũng biết nó là khác biệt rồi đấy. Ở đây mình sẽ phân tích rõ hơn. Có nghĩa là sơn ngoài trời là gì? Ngoài trời là chúng ta sẽ sử dụng cho những bề mặt bên ngoài có tác động của nắng, mưa, và những cái bề mặt nào mà chúng ta không có che đậy đó thì được gọi là bề mặt ngoài trời. Ở đây mình ví dụ như cái dòng Onyx của T-Sun ngoài trời nè các bạn. Đây nó để là sơn nước cao cấp ngoài trời chống thấm. Thì đặc tính của nó là có thể chống thấm tuyệt hảo nè, chống rêu móc, bền màu, chống bám bụi, che lấp các khe nứt nhỏ, chịu chùi rửa tối đa. Đây là một số cái đặc tính mà trên bao bì sản phẩm mà họ ghi cho mình đó. Thì đối với những cái tính năng đó thì nó mới có thể chịu đựng được cái bề mặt bên ngoài vừa nắng nóng và mưa bụi như vậy mấy bạn. Đối với dòng sơn trong nhà thì ví dụ như đây là dòng Onyx của T-Sun các bạn, thì nó cũng đây là một loại sơn cao cấp. Thì tính năng chủ yếu của nó là màng sơn láng mịn và chúng ta lau chùi dễ dàng. Như vậy thì sơn trong nhà thì nó sẽ không có yêu cầu nhiều cái đặc tính như sơn ngoài trời, thành thử ra là cái giá của sơn trong nhà lúc nào nó cũng rẻ hơn ngoài trời. Và mấy bạn lưu ý là tuyệt đối không sử dụng sơn trong nhà để sơn ra bề mặt bên ngoài, tại vì nó sẽ không chịu đựng được những cái thời tiết khắc nghiệt bên ngoài và cái sơn mình sẽ dễ bong tróc. Còn nếu mấy bạn lấy sơn ngoài trời sử dụng trong nhà thì quá ok rồi mấy bạn. Hoặc là các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn nữa là chọn những cái dòng sơn mà họ tích hợp cho mình và trong và ngoài luôn. Ví dụ như là cái dòng Olix 501 của T-Sun nè, là họ ghi trên bao bì luôn là cho cả trong và ngoài, để các bạn có thể sử dụng thoải mái cho cả hai loại bề mặt luôn. Một lưu ý quan trọng của mình đối với mấy bạn là dù cho bạn chọn cái dòng nào thì tuân thủ cái quy trình thi công là rất là quan trọng mấy bạn. Các bạn phải đảm bảo được 4 bước như sau. Thứ nhất là xử lý bề mặt, phải xử lý bề mặt thật là tốt trước khi mấy bạn bắt đầu thi công.
Thứ hai là các bạn phải dùng bã chét, và bã chét là hai lớp nha. Rồi sau đó sử dụng bã chét xong thì mấy bạn sẽ sử dụng một lớp sơn lót. Sơn lót này để làm gì? Để cho giúp cái sơn màu của mấy bạn nó bền màu hơn, cũng như nó giúp chống thấm và rất là hiệu quả. Và sau cùng mình mới sử dụng cái sơn phủ. Sơn phủ thì yêu cầu thi công là hai lớp. Cái sơn phủ này có nghĩa là cái sơn mà mấy bạn chọn lựa cái màu để nó lên màu cho mình đó. Thì nếu mấy bạn tuân thủ quy trình này thì sẽ rất là tốt. Quy trình thi công này rất là quan trọng mấy bạn. Nếu mà anh thợ không đảm bảo được theo quy trình thì cái độ bền sơn nó sẽ không có. Cũng như là khi mà máy ảnh không xử lý về mặt hiệu quả thì sơn nó rất là dễ bong tróc, cũng như là nó làm cái bề mặt mình xấu đi. Thêm một yếu tố quan trọng khác nữa mấy bạn, đó là các bạn ưu tiên chọn sơn có thương hiệu nha. Những thương hiệu sơn có uy tín thì hầu như đã được thị trường công nhận rồi, nên chúng ta an tâm sử dụng nha mấy bạn. Ok, chốt lại trong video này, mình muốn lưu ý với các bạn về cách thức chọn sơn như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ chọn theo túi tiền của mình. Để mấy bạn mua dòng sơn cao cấp hoặc là dòng sơn thường thì hiển nhiên cái dòng cao cấp nó sẽ bền màu hơn dòng thường, và chất lượng nó sẽ cao hơn. Và nguyên tắc thứ hai, các bạn nên chọn đúng loại sơn sử dụng cho trong nhà hoặc là ngoài trời để đảm bảo được tính năng của sơn chống chịu với những cái thời tiết mà chúng ta yêu cầu. Và nguyên tắc thứ ba, nếu các bạn chọn sơn cho cả hai bề mặt thì nên chọn những dòng mà nhà sản xuất họ đưa ra là có thể sử dụng được trong và ngoài luôn, là cả hai bề mặt đều sử dụng được. Nguyên tắc thứ tư là các bạn phải đảm bảo quy trình thi công đúng các cái bước theo yêu cầu để sơn có thể đạt được chất lượng cao nhất. Và nguyên tắc cuối cùng là ưu tiên chọn những thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng sơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Kim Song Banh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhé. Cảm ơn các bạn.